Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin Vietnam Sport ngày 4 tháng 12 năm 2021. Trước khi đến với những thông tin chi tiết hiện diện trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm subscribe ngay kênh YouTube Vietnam Sport, nhớ bấm chuông để nhận được những thông tin mới nhất, những cập nhật liên tục về bóng đá Việt Nam mỗi ngày. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cực nóng, thầy Park gặp tin sét đánh, Hùng Dũng bị Singapore từ chối cho nhập cảnh. Ngày 3 tháng 2 năm 2021, Liên đoàn bóng đá Singapore đã thông báo về trường hợp của tuyển thủ quốc gia Việt Nam Đỗ Hùng Dũng. Anh không được các cơ quan có thẩm quyền của nước chủ nhà giải quyết thủ tục xin cấp phép nhập cảnh vào Singapore để tham dự AFF Cup 2020. Sau khi kết thúc giai đoạn điều trị hồi phục chấn thương theo thông báo của câu lạc bộ Hà Nội, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng đã được huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo triệu tập bổ sung vào lực lượng của đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020. Đến về này đã hội quân cùng các đồng đội tại Vũng Tàu vào ngày 27 tháng 11. Đồng thời thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã tiến hành đăng ký Đỗ Hùng Dũng vào danh sách chính thức của đội tuyển Việt Nam như quy định của ban tổ chức. Tuy nhiên, thời gian làm thư mời dành cho cầu thủ thi đấu ở AFF Cup là tới hết ngày 24 tháng 11. Trong khi trường hợp của Đỗ Hùng Dũng tới ngày 29 tháng 11 mới bổ sung vào hồ sơ. Dù VFF và Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã làm các thủ tục cần thiết để Hùng Dũng có thể tham dự AFF Cup, nhưng các cơ quan chức năng của nước sở tại vẫn căn cứ theo đúng quy định của chính phủ Singapore và không đồng ý cấp thư mời cho tiền vệ này, không có bất kỳ sự ngoại lệ nào cả. Như vậy thì Hùng Dũng chính thức lỡ hẹn với AFF Cup 2020. Đây là điều đáng tiếc đối với cá nhân Hùng Dũng nói riêng và đối với đội tuyển Việt Nam nói chung. Với sự vắng mặt của Hùng Dũng thì quân số đội tuyển Việt Nam thi đấu ở AFF Cup năm nay là 29 cầu thủ. Bởi chính quy định nói trên của chính phủ Singapore thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ không có thêm bất kỳ một sự bổ sung nào khác. Ngay cả đối với trường hợp của tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, dù đã có thư mời nhưng do không di chuyển cùng ngày 1 tháng 12 với đội tuyển nên cũng không có khả năng được nhập cảnh ở Singapore. Đội tuyển Việt Nam gác tiếc nuối Hùng Dũng, chốt bộ khung đấu đội tuyển Lào. Ngày 3 tháng 12 thì đội tuyển Việt Nam cũng có buổi tập thứ 3 trên đất Singapore để chuẩn bị cho trận ra quân ở AFF Cup 2020 gặp đội tuyển Lào ở vòng B. Tại buổi tập này thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã bắt đầu dành trọng tâm vào công tác lựa chọn nhân sự cho trận khai màn hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2020 gặp đội tuyển Lào vào ngày 6 tháng 12 tới. Sau phần khởi động, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia đôi đội hình tổ chức đá đối kháng trong hai hiệp. Mỗi hiệp 20 phút, ông gần như chỉ đứng ngoài đường pitch để có thể quan sát cao thủ thi đấu ở trên sân và hiếm khi dừng lại trận đấu để sửa lỗi cho cao thủ. Đội tuyển Việt Nam có 4 trận đấu tại vòng bảng nên việc lựa chọn đội hình phù hợp cho từng trận đấu là điều rất quan trọng. Qua đó có thể đảm bảo lực lượng cho đội tuyển trong cuộc đua đường dài tại đấu trường khu vực và cũng tạo cơ hội cho các gương mặt có thể thể hiện bản thân mình. Điều đáng mừng là đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam không có trường hợp nào chấn thương đáng tiếc xảy ra. Một số cầu thủ mới trở lại sau thời gian điều trị hồi phục như Đình Trọng hay Minh Vương cũng tỏ ra sung sức trong nội dung đối kháng. Việc tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không thể sang Singapore cùng các đồng đội để tham dự AFF Cup 2020 được xem là tổn thất không nhỏ với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, gạt đi những tiếc nuối về sự thiếu vắng quan trọng này, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các trò sẵn sàng đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm, suy nghĩ lạc quan, thoải mái để hướng tới trận ra quân gặp Lào vào ngày 6 tháng 12. Sáng ngày hôm nay 4 tháng 12, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tham dự họp báo trước thềm vòng bảng AFF Cup 2020. Theo quyết định phòng chống dịch Covid-19 của Singapore, cuộc họp báo sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến hoàn toàn. Ghế ngồi của sân Mỹ Đình được tháo dỡ để chuẩn bị cho SEA Games. Phó giám đốc khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình Trần Văn Chiên cho biết, việc thay thế ghế ngồi ở trên khán đài nằm trong kế hoạch tu sửa, nâng cấp phục vụ cho SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam. Hiện tại toàn bộ ghế ngồi đã được đơn vị thi công tháo dỡ khỏi khán đài sân Mỹ Đình. Việc này được thực hiện từ cuối tháng 11. Trao đổi với Dinh, ông Trần Văn Chiên cho biết, đối tác thực hiện gói sửa chữa, nâng cấp đang triển khai vệ sinh lại khu vực khán đài. Sau khi thực hiện chống thấm, vệ sinh, số ghế được tháo dỡ sẽ được lắp trở lại. Theo kế hoạch, toàn bộ ghế ngồi sẽ được thay mới. Tuy nhiên, việc này cần thời gian phải đối soát lại với nguồn vốn được cấp. Lẽ ra, mặt bằng mới sẽ được bàn giao cho tháng 11. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố phát sinh, khách quan nên tiến độ bị chậm hơn dự kiến. Tuy nhiên, nhà thầu đảm bảo sẽ bàn giao trước trận đấu đội tuyển Việt Nam tiếp các đội Trung Quốc. Thời gian tới thì SEA Games 31 cũng còn dài nên chúng tôi hoàn toàn yên tâm vào đối tác. Thời gian vừa qua, hiện trạng ở sân vận động Mỹ Đình xuống cấp, gây mất thẩm mỹ và nhận đánh giá tệ từ các tổ chức quốc tế, khiến cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như Tổng cục Thể dục Thể thao phải vào cuộc chỉ đạo quyết liệt việc cải tạo, nâng cấp, tu sửa sân. Sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia hồi tháng 9, việc triển khai cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của sân được tiến hành giáo diết. Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn cho biết trong suốt quá trình này, lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao liên tục kiểm tra, giám sát tiến độ sau mỗi 3 ngày. Hiện tại việc tu sửa, nâng cấp sân mới, xử lý các vấn đề tồn tại ở những phòng chức năng, phòng tiếp khách đã hoàn tất. Sân Mỹ Đình vẫn sẽ tiếp tục được tu sửa, nâng cấp ở các hạng mục khác như khán đài, mái che, dàn đèn chiếu sáng. Các hạng mục này nằm trong dự án phục vụ SEA Games 31 diễn ra vào trung tuần tháng 5 năm 2022 thưa quý vị và các bạn. Đội tuyển Malaysia chơi trội khi chỉ đăng ký 24 cầu thủ dự AFF Cup. Sáng ngày 3 tháng 12, Liên đoàn bóng đá Malaysia FAM đã chính thức công bố danh sách đội tuyển Malaysia tham dự AFF Cup 2020
dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tan Chang Ho. Đáng chú ý là danh sách lần này chỉ có 24 tuyển thủ, ít hơn 4 người so với danh sách 28 cầu thủ mà chiến lược gia người Malaysia gọi tập trung trước đó. Danh sách này cũng ít hơn 6 người được phép đăng ký tham dự AFF Cup mà ban tổ chức đưa ra. Lý do mà huấn luyện viên Tan Chang Ho không gọi đủ số cầu thủ được cho phép đăng ký khi cơn bão chấn thương càn quét ở quốc gia Malaysia đã lấy đi của đội tuyển Malaysia nhiều trụ cột. Điều này thực sự gây đau đầu với huấn luyện viên Tan Chang Ho. Tuy nhiên, nhà cầm quân này đã thể hiện một niềm tin rất lớn vào các học trò khi không gọi bổ sung thêm cầu thủ dù vẫn được phép. Thế nhưng dư luận ở Malaysia thì cho rằng việc không gọi đủ 30 cầu thủ lên đội tuyển cho thấy huấn luyện viên Tan Chang Ho đang xem thường giải đấu AFF Cup. Trước tình hình này thì ông Tan Chang Ho đã phải lên tiếng để phân trần: Malaysia không phải là đội luôn vô địch ở AFF Cup. Chính vì thế chúng tôi không bao giờ nhìn nhận đây là giải đấu hạng 2. Tất cả các đội đều triệu tập những cầu thủ mạnh nhất của mình. Ngay cả những đất nước như Campuchia hay Lào cũng không hề dễ để đánh bại họ. Đừng bao giờ nhìn vào đội hình với cao thủ được gọi tập trung và nói rằng chúng tôi không xem trọng giải đấu, vì hiện tại mỗi người trong số họ đều rất cố gắng để chuẩn bị và mong muốn vô địch AFF Cup lần này. Đội tuyển Malaysia từng có thời điểm ưu tiên cầu thủ nhập tịch, nhưng lúc này thì đoàn quân huấn luyện viên Tan Chang Ho chỉ còn duy nhất một ngoại binh, đó là tiền đạo gốc Brazil De Paula. Trước đó ông Tan Chang Ho cũng không triệu tập các thủ nhập tịch như tiền vệ Ridong, hậu vệ Kobinong cũng như tiền vệ gốc Australia Brendan Gan. Riêng đối với trường hợp của Suarez thì anh vắng mặt vì chấn thương. Ở AFF Cup 2020, Malaysia nằm chung bảng B với đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia. Họ sẽ đá trận ra quân gặp Campuchia vào ngày 6 tháng 12 và ngày hôm đó thì chúng ta sẽ có trận ra quân với đội tuyển Lào. Thưa quý vị, là chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Vietnam Sport ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của Vietnam Sport.